cái khối động cơ của Toyota Hilux 2021 bản E. Xe nó chạy 4.2 máy còn sáng trưng. Cái dòng Hilux này hầu như là cái phần mặt máy rồi là các cái bửng máy họ làm bằng nhôm. Đấy, chính vì thế nên là cái việc mà tản nhiệt nó rất là tốt. Và nó sẽ ít bị oxy hóa hơn là những cái dòng thép hoặc là những cái dòng gang xám. Anh em nhìn thấy 2021 chạy 35 các cái chi tiết sáng trưng. Ốc capo. Anh em đang cà số khung số máy để rút hồ sơ cho khách. Mua những con xe này thì cứ yên tâm là chạy vài chục năm không phải suy nghĩ. Cái dòng này máy móc của nó vừa bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, cái độ an toàn cao. Đèn bi hết rồi. Bi độ nhưng mà bây giờ đăng kiểm là không bắt bẻ về cái vấn đề đèn nữa. Nó nằm ở bên dưới này. Qua cái phần mặt máy đến cái phần lốc. Xe đẹp này đã có chủ. Đăng kiểm dài mênh mông. So với mua xe mới, con này là nó sẽ tiết kiệm được tầm khoảng độ 250 triệu. Xe mới nó sẽ không có thanh thể thao, không có lắp thùng, không có giá lóc, về che mưa cũng như là tay hõm cửa này là không được trang bị. Anh em mua xe mới thì thuế nó cao, xong là các cái phụ kiện này lắp lên xe nó cũng phải 40-50. Tùy theo, như con này thì phải hơn. Con này của nó có sàn 3D này. Lại màn hình Gotek. Một cái trần 3D. Nói tóm lại là con này thì nó phải tầm khoảng độ 50-60. Con này nó độ cả bộ đèn đấy anh em. Đèn này đẹp. Chủ người ta sắm thêm vào chiếc xe này những cái gì thì là những cái người mua sau là được hưởng hết. Con này nó có bộ body cũng rất là đẹp luôn. Bộ body này cũng phải 5 triệu. Lắp thùng cuộn. Cả thảm táp lô. Thảm táp lô này nó cũng mấy trăm nghìn thôi. Trần 3D này khoảng mấy triệu. Mỗi thứ nó cộng một tí là cái giá thành nó lên cao phết. Các cái bậc lên xuống. Ốp lốc hết. Thay vì mua xe mới thì mua xe cũ thì nó sẽ được thêm một số các cái phụ kiện rẻ, thuế cũng rẻ thêm rất là nhiều. Như con này thuế của nó cũng đâu đó khoảng hơn chục triệu thôi. Xe mới là 852 triệu. Nhưng mà thuế của nó khoảng 7%. Thì nó cũng phải mất tầm khoảng độ 60 triệu nữa. Cộng với các cái phụ kiện.
xe cũ thì nó có cái rủi ro là nó bị lỗi, thì anh em có thể mang đến hãng cũng chỉ mất từ 1 đến 2 triệu. Là anh em check rất là kỹ về phần thân vỏ máy gầm cũng như là các cái phần mềm. Nếu mà mình mà đủ kiến thức, đủ tự tin thì mình mua xe cũ thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Con này bên Đức Trung chốt cho khách hàng 675 triệu. Xe cũ đến khi mà lăn bánh nó rơi vào tầm khoảng độ 690 triệu. Xe mới lăn bánh mà đầy đủ phụ kiện như con này thì nó rơi vào khoảng độ 950. 950 mới để 690 thì rẻ đâu đó được 260 triệu. 260 triệu chia cho 35 thì cũng được tầm khoảng độ hơn 80 triệu một năm. Đấy, cứ mỗi một năm mất đi 80 triệu. Xe cũ nhưng mà nó siêu đẹp. Anh em có nhu cầu mua xe cũ thì cứ liên hệ với Đức Trung, số điện thoại Đức Trung ở để trên góc màn hình 0965 951 955. Những cái chiếc xe cũ này nó còn là những cái xe nhập khẩu nguyên chiếc, từ cái phần thân vỏ cho đến các cái chất liệu để làm lên chiếc xe này nó vẫn ngon hơn rất là nhiều so với lại xe lắp ráp ở trong nước. Xe lắp ráp ở trong nước thì được cái là form mới thôi, chuyên tôn vỏ nó mỏng hơn, các cái phần kết cấu cũng như là các cái vật tư này nó sản xuất ở những cái nước như là Trung Quốc, như là Malaysia thì không thể bằng những cái xe mà nó nhập khẩu và nó sản xuất tại Thái Lan được. Chỉ cần khoảng 3 năm nữa ấy là thực tiễn nó sẽ trả lời. Và chắc chắn là như vậy, bởi vì là trước đây anh em cũng đã từng biết là xe Dream ấy lắp ráp trong nước so với lại cái dòng xe mà nhập mà Thái nguyên chiếc ấy thì nó cũng đã chênh nhau khá là nhiều. Chênh nhau về chất lượng, chênh nhau về giá. Còn đương nhiên là nếu như mà ta đủ cái điều kiện về tài chính thì ta mua xe mới, tất cả mọi thứ đồ chơi thì ta lắp mới nó theo ý của mình thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn. Nhưng về cái mặt tài chính thì nó đủ khỏe thì cũng không cần phải tiết kiệm 100-200 triệu. Đối với những người lao động hoặc là những người kinh doanh buôn bán nhỏ kiếm được 100-200 triệu nó đòi hỏi cả một cái quá trình rất là nỗ lực, rất là tiết kiệm, thế và mất khá nhiều thời gian. Nếu mà anh em cần phải tư vấn về các cái dòng xe đã qua sử dụng thì có thể để tham khảo qua cái kênh của Đức Trung, số điện thoại Đức Trung để lên góc màn hình để anh em tiện liên lạc, anh em có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, hoặc là anh em nó liên quan đến các cái thủ tục mua bán xe thì Đức Trung sẽ tư vấn, nhưng mà những cái vấn đề mà Đức Trung không biết thì Đức Trung sẽ có cái chỗ hỏi để hỏi giúp anh em. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.